Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đến khi xử lượt về, phần bốn án chung thân sẽ chảy vào miệng ai. Những hoạt động thực sự của quá trình xét xử vụ án chuyến bay giải cứu nằm ở đằng sau cánh gà chứ không phải công khai trước tòa. Những gì đã diễn ra tại tòa rồi được báo chí mô tả lại chi tiết cho thấy nó như một tấn hài kịch vậy. Dự định phiên xử kéo ra trong 30 ngày nhưng chỉ mới được có 10 ngày thì các diễn viên đã hết bài để diễn nên tòa đành phải cho kết thúc sớm. Hơn nữa, thời gian xử phụ thuộc vào những cuộc ngã giá, nhanh hay chậm. Khi đang trong quá trình thương lượng thì không ai lường trước được thời gian, có thể kết thúc sớm và cũng có thể kết thúc muộn. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã tạm thoát nhưng chưa thực sự an toàn. Theo thông tin riêng mà Thời báo.de nhận được bên trong cung cấp, thì thông tin Thời báo đưa lại những thông tin này cho mọi người cùng biết có đối chính xác đến đâu thì thực sự rất khó kiểm chứng. Chỉ có thể kiểm chứng phần nào dựa vào những kết quả công khai trên truyền thông nhà nước. Còn những diễn biến sau phiên tòa thì chỉ có một số ít người biết mà thôi. Và đó là trong vụ án chuyến bay giải cứu, việc ngã giá bản án nào cũng nhanh. Chỉ riêng việc ngã giá cho án của Phạm Trung Kiên là lâu hơn. Tuy nhiên, đến khi kết thúc phiên tòa thì Phạm Trung Kiên cũng được thoát án tử. Đấy là kết quả không đến nỗi tồi của ông Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyền. Theo nguồn tin riêng Thời báo.de có được, thì việc chạy án của ông Tuyên không giống những trường hợp khác. Ông Đỗ Xuân Tuyên không giải tiền đều cho cả ba cơ quan tố tụng là cảnh sát điều tra, tòa án và viện kiểm sát, mà ông này chỉ bơm vào một nơi, đấy là Bộ Công an. Kiểu chạy án này được giới chạy án gọi là giao thầu. Đỗ Xuân Tuyên đã giao cho nhóm Hưng Yên trong Bộ Công an thầu hết việc này. Đỗ Xuân Tuyên phải chạy làm sao cho Phạm Trung Kiên nhận án thấp nhất như có thể ở phiên xử lượt về. Thông tin từ bên nội bộ phân tích rằng việc giao thầu cho Bộ Công an rồi Công an phân phối lại lợi ích cho Tòa án và Viện Kiểm sát là một cách làm tiềm ẩn khá nhiều rủi ro. Tuy nhiên, khi bên Công an cho yêu cầu nhận thầu chạy án thì không thể không tin tưởng. Với lại, đồng hương Hưng Yên của ông Đỗ Xuân Tuyền toàn là những nhân vật tai to mặt lớn trong Bộ Công an. Không lẽ họ lại ăn chặn? Tuy nhiên, việc bị Viện Kiểm sát gây áp lực đối với Phạm Trung Kiên mục đích là cho lòi ra Đỗ Xuân Tuyền thì cũng có thể hiểu rằng bên Công an đã nhận thầu nhưng lại ăn một mình, không chịu chia lại cho Viện Kiểm sát và Tòa án. Kết quả Phạm Trung Kiên được đưa về mức án chung thân ở những phút cuối của phiên tòa, được cho là do phe Đỗ Xuân Tuyên đã chạy nóng. Tiếp theo, trong phiên xét xử lượt về, tức là phiên phúc thẩm, thì phe Đỗ Xuân Tuyên phải tiếp tục chạy cho Phạm Trung Kiên án thấp nhất như có thể. Nếu không làm được điều đó, Đỗ Xuân Tuyên có thể vẫn gặp nguy khốn. Bốn án chung thân được xem là có phần ăn đậm Tòa án và Viện Kiểm sát ở lượt về. Vụ chạy án của Đỗ Xuân Tuyên chỉ là hình mẫu về loại giao thầu cho công an để lo liệu hết các cơ quan còn lại. Thời buổi quan chức tranh nhau giành ăn, họ bất chấp đạo đức, họ sẵn sàng làm việc ác với đồng bào để cậy cho ra tiền. Và khi chạy án lại giao hết cục tiền cho công an thì rất khó hiểu và rất khó hiệu quả. Đây là bài học cho những người muốn chạy án. Muốn chạy án hiệu quả thì phải tự chạy cả ba cơ quan tố tụng, chứ không nên giao riêng cho cơ quan nào đứng thầu. Quan chức ngày nay thấy tiền thì mắt sáng rực rỡ, nên đừng tin tưởng ai. Trường hợp ông Đỗ Hữu Ca đã ấm 35 tỷ đồng mà chạy án, rồi lại một mình ôm hết là bài học nhãn tiền cho cái bản chất của tướng công an. Vụ xử án lượt về là dịp để tòa án và Viện Kiểm sát kiếm ăn. Bốn án chung thân sẽ phải đút tiền rất mạnh cho hai cơ quan này để nhận những bản án có thời hạn. Tuy nhiên, theo đánh giá của người trong cuộc, là lượt về có thể có phim hay, bởi khi tòa án và Viện Kiểm sát ăn tiền thì bên công an sẽ rình bắt. Nếu không cẩn thận thì có thể sẽ có em dính vào tội chạy án như Hoàng Văn Hưng và Nguyễn Anh Tuấn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Đến khi xử lượt về, phần 4 án chung thân sẽ chảy vào miệng ai đây? Vingroup vét túi nhà đầu tư chuyển cho VinFast đốt. Ai tình nguyện làm chuột bạch đây? Trong bản báo cáo minh bạch mà VinFast đã nộp cho Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ vào ngày 6 tháng 12 năm 2022 cho thấy, công ty VinFast có tổng tài sản hơn 4,4 tỷ đô la nhưng đang nợ tổng cộng xấp xỉ 8,8 tỷ đô la và lỗ lũy kế gần 4,7 tỷ đô la. Điều đáng nói là lỗ lũy kế của hãng vào cuối quý 3 năm 2022 là gần 112.000 tỷ đồng, tức là gần 4,7 tỷ đô la. Lỗ ròng tính theo từng năm là gần 19.000 tỷ đồng, tức là gần 800 triệu đô la vào năm 2020, hơn 32.000 tỷ đồng là hơn 1,3 tỷ đô la vào năm 2021 và hơn 34.500 tỷ đồng
là hơn 1,4 tỷ đô la trong 9 tháng đầu năm 2022. Trong 9 tháng đầu năm 2022, VinFast đã lỗ tới 1,4 tỷ đô la. Nếu lấy con số lỗ trong báo cáo gần nhất là 9 tháng đầu năm 2022 thì mỗi tháng VinFast đốt hết 156 triệu đô la. Nếu tính theo tháng thì năm 2021 chỉ đốt có 108 triệu đô la Mỹ mỗi tháng, và tính xa hơn thì năm 2020 VinFast đốt 67 triệu đô la Mỹ mỗi tháng. Vậy là tốc độ đốt tiền của VinFast tăng lên theo thời gian. Để giảm tốc độ đốt tiền thì VinFast phải đạt tới điểm hòa vốn và bắt đầu có lời. Tuy nhiên đến nay, điểm hòa vốn của VinFast là lúc nào thì vẫn chưa xác định cho được. VinFast hiện nay đang tồn tại bằng cách đốt tiền mà chưa thể tự đứng lên đôi chân của chính mình. Hiện nay VinFast đã so khởi công nhà máy tại Mỹ. Hơn bao giờ hết, VinFast cần rất nhiều tiền để mà đầu tư. Số tiền dự tính là 4 tỷ đô la Mỹ, một con số rất lớn. Như vậy câu hỏi đặt ra là VinFast sẽ lấy tiền ở đâu mà đốt để mà duy trì sự sống cho thương hiệu của mình? Câu trả lời là hiện nay có 3 nguồn có thể cung cấp tiền cho VinFast đốt. Thứ nhất là tiền từ thị trường chứng khoán Mỹ, là nguồn tiền mà VinFast kỳ vọng nhất. Tuy nhiên cũng rất mong manh, bởi có IPO được thì chưa chắc gì đã gọi được vốn như mong đợi, bởi VinFast tại Mỹ có quá nhiều tai tiếng. Thứ nhì là nguồn tiền núi của ông Phạm Nhật Vượng và tiền từ Vinhome. Ông Vượng hứa tài trợ 1 tỷ đô la và Vinhome cũng hứa cho con số 2,5 tỷ đô la. Nguồn thứ ba là túi tiền trong người dân của Việt Nam. Năm ngoái, ông Phạm Nhật Vượng lập công ty VMI để huy động vốn ngoài thị trường trái phiếu. Câu hỏi đặt ra là làm sao ông Phạm Nhật Vượng móc được tiền từ túi người dân đây? Ông Vượng sẽ tìm mọi cách. Và năm ngoái, ông Vượng cho lập công ty VMI để bán những tờ giấy chứng nhận tài sản từ những ngôi nhà ế hoặc những ngôi nhà chưa xây. Mỗi căn nhà có đến hàng trăm tờ giấy chứng nhận bán cho nhà đầu tư. Đây là cách huy động vốn tương tự như thị trường trái phiếu, nhưng không qua trung gian. Việc huy động vốn kiểu này chứa rất nhiều rủi ro, mà tờ Thời báo.d đã có những bài phân tích. Mới đây, báo chí cho biết VinGroup chuẩn bị phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu cho VinFast vay. Như vậy là sau chiến thuật huy động vốn không qua thị trường trái phiếu không được như ý, thì giờ đây dường như Vinhome đang huy động vốn bằng thị trường trái phiếu. Mục đích thì đã rõ ràng, tiền này đem cho VinFast đốt tiếp. Với tình trạng kinh doanh trên đất Mỹ ảm đạm, cho tới nay chỉ có 128 chiếc xe VinFast được đăng ký lưu hành, mà chủ yếu dường như chỉ làm dịch vụ cho thuê, thì có thể nói thị phần VinFast trên đất Mỹ chỉ là một con số không tròn trịnh. Một doanh nghiệp mà không tìm kiếm được thị trường thì xem như không có điểm hoàn vốn. Và xe VinFast mà không bán được trên thị trường Mỹ thì VinFast vẫn mãi mãi chỉ đốt tiền để mà tồn tại. Mà doanh nghiệp thì cứ mãi đốt tiền thì cũng tới ngày nó phải giải thể, không sớm thì muộn. Nếu ai muốn móc túi tiền đưa cho VinFast đốt thì cứ mua trái phiếu loại này. Trong đợt huy động vốn qua phát hành trái phiếu lần này, nếu thành công thì xem như ông Vượng đem tiền của bá tánh cho VinFast đốt tiếp. Ai can đảm chấp nhận làm chuột bạch cho VinFast thì cứ tình nguyện, thời này không dại ra nào đáng tin cả. Ví dụ như Trịnh Văn Quyết, Đỗ Anh Dũng và Trương Mỹ Lan cũng rất uy tín trước đó. Họ uy tín cho đến khi mọi sự đổ bể và cuối cùng tiền của nhà đầu tư không biết khi nào có thể thu hồi được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin VinGroup vét túi nhà đầu tư chuyển cho VinFast đốt. Ai tình nguyện làm chuột bạch đây? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d